IU bị bạn thân chơi xấu ngay trên sóng truyền hình, fan sốt cho bạn gái Lee Jeon Suk. Mới đây, nữ diễn viên Ju In-na và Kan Ha-neun đã gọi điện cho IU trong chương trình Funny Together của đài MBC. Đáng nói, Ju In-na và IU đã thể hiện một mối quan hệ mà người hâm mộ chỉ biết bật cười. Ju In-na và Kan Ha-neun đang thảo luận về những cuốn sách cuộc đời khi họ quyết định gọi điện cho IU. Khi IU nhấc điện thoại, ba ngôi sao đã nói về đủ thứ ngoại trừ sách. Kan Ha-neun sau đó kêu lên IU xin giới thiệu một cuốn sách và IU đã trả lời tớ sẽ làm, nhưng nếu tớ làm thế cậu sẽ cúp máy mất. Khi Ju In-na nói rằng họ sẽ không làm thế, IU đã trả lời tớ ở nhà một mình cả ngày nên không có ai để nói chuyện, cậu sẽ không dập máy phải không? Đáp lại, Ju In-na hứa sẽ không cúp máy, vì vậy IU đã giới thiệu cuốn sách Cuộc sống tươi đẹp nhất của Im Soa. Nhưng Ju In-na đã ngay lập tức dập máy ngay sau đó khiến tất cả người xem phải phá lên cười. Tình huống trai người bạn thân thiết của mình ngay trên sóng truyền hình đã khiến nhiều người thấy bất ngờ và không khỏi thấy thương cho IU. Tuy nhiên điều này cũng cho rằng mối quan hệ của họ thân thiết đến mức có thể dập máy bất chợt mà không hề sợ mất lòng. Cách đây không lâu, loạt ngôi sao nổi tiếng đã xuất hiện tại sự kiện đình đám được tổ chức ở Hàn Quốc của một thương hiệu thời trang xa xỉ. Sự kiện có sự góp mặt của Sơn Tùng MTV, IU, mỹ nhân người Thái Mai Davika. Tuy nhiên điều thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là khoảnh khắc IU hôn một người khác không phải Lee Jeon Suk tại bữa tiệc hậu buổi trình diễn thời trang. Ngay hôm đó, nữ diễn viên Thái Lan Davika Hom đã đăng tải một video trên Instagram của mình với dòng trạng thái sinh đôi ngày 16 tháng 5, yêu em IU, hy vọng em thích món quà sinh nhật của chị, chúc em mọi điều tốt lành. Trong video chính là cảnh Mai Davika nói chúc mừng sinh nhật IU và mỹ nhân người Hàn đã đáp lại bằng cách hôn lên má đàn chị đầy ngượng ngùng. Được biết cả Davika và IU cùng sinh nhật ngày 16 tháng 5 và chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Trước đây hai mỹ nhân từng gặp nhau nhiều lần trong những sự kiện thời trang và có mối quan hệ khá thân thiết. Người hâm mộ tỏ ra thích thú vì tương tác của hai người đẹp và gửi đến cả hai những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngày 31 tháng 12, Lee Jeon Suk và IU gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc khi cùng lên tiếng xác nhận hẹn hò sau khi Deep Bad đưa tin. Chuyện tình đẹp của cặp sao đình đám nhận được sự tán thưởng ủng hộ của công chúng. Sau đó Lee Jeon Suk cũng dành những lời ngọt ngào cho IU. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào giữa những năm 20 tuổi và cảm giác như một tình yêu non trẻ, một điều gì đó lớn lao mà tôi không thể đạt được. Chúng tôi đã là bạn trong một thời gian dài. Bằng cách nào đó, cô ấy vẫn ở trong tâm trí tôi, ngay cả khi tôi đang sống cuộc sống của chính mình. Tôi nghĩ các bạn sẽ hiểu nếu tôi nói cô ấy giống như Kan Dani của tôi, nữ chính trong phim Roman is Wonderful và Lee Jeon Suk đóng vai nam chính. Cô ấy cùng chia sẻ những mối bận tâm của tôi trong cuộc sống. Tôi có thể dựa vào cô ấy như một người bạn. Cô ấy đôi khi giống như chị gái của tôi, mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn. Cô ấy là một người tuyệt vời, trưởng thành nhưng cũng khiến tôi muốn bảo vệ. Và bây giờ cô ấy khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn. Nam diễn viên chia sẻ lẽ ra anh nên giới thiệu về IU kỹ hơn, nhưng anh lo lắng khán giả sẽ thấy quá ngạc nhiên. Trong khi đó, IU cho biết cô tỏ ra thận trọng vì biết khán giả sẽ ngạc nhiên với tin tức. Tôi đang phát triển tình cảm với một người là đồng nghiệp lâu năm của tôi. Chúng tôi nương tựa vào nhau, nữ ca sĩ khẳng định tình cảm với Lee Jeon Suk. IU cũng không quên khen ngợi bạn trai. Anh ấy là người luôn ủng hộ tôi và nói với tôi rằng tôi là người giỏi nhất. Anh ấy cũng rất đáng yêu và là người mà tôi có thể tin tưởng. Anh ấy luôn gửi đến tôi những lời động viên chân thành. Nói về những lo lắng của người hâm mộ xoay quanh vấn đề sức khỏe của IU, nữ ca sĩ khẳng định bản thân đang ở thời kỳ ổn định và thoải mái về mặt cảm xúc. Theo IU, một trong những lý do khiến cô cảm thấy tự hào và đam mê hơn trong công việc gần đây là vì có một người bạn thân luôn dành cho tôi những lời khen ngợi. IU cho biết cô sẽ giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp và thầm kín để fan không phải lo lắng.